Lần sau là cởi giày ra. Rồi cái này là cái gì vậy? Camera chiêu trọng giùm anh. Bây giờ vậy. Cho nên anh nghĩ là cái này nó hơi nguy hiểm nếu mà mình không làm cái vụ này. Thanh nó về, nó mang về đấy, đi liền. Cái phòng này không được. Cửa nhỏ, cái này mở ra được mà. Mở được nhưng mà khi đi vô còn đoàn bị hoạt động nữa. Mình thấy cái phòng này ha. Đi sát bên phải chút xíu hết trơn. Đây, rồi đi vô luôn. Được, được thì nó có thể nó lệch chút xíu cũng được. Yeah. Mình chiêm này được không anh? Chiêm được không? Mình tạm thời mình lật ngang cho cái máy này thôi. Để mình quay vô kiến cho ngang nó rộng hơn. Chiều ngang rộng hơn để mình lấy cái reflection từ đây đi qua này. What's the plan for the 107? We have to do, when it gets dark, then we'll do that one. Because it's like a big window. It's very crucial. Because I'm looking at this carpet and chicken feathers are like, then it's just feathers. We'll just have to all like put, you know, hand in to clean it. Nó lấy cái khăn của em ra, nó lấy cái bao thờ. Thì cái nó cũng ăn, nó biết em đang ở chuồng. Thì nó mới tới, nó chọc, nó mới vui. Không? Nó liền với nhau từ cái này qua cái kia đó. Cho nên cũng không có chi tiết đâu. Dạ, phải đánh phấn nguyên người em luôn hả? Nằm xuống. Nhưng mà hai đít thì vẫn trắng được mà. Hai đít sẽ bọc đen. Cẩn thận nha, mấy cái ghế trắng nè, tay mình dơ rồi thì cẩn thận đừng nắm vô mấy cái ghế trắng nè. Rồi. Giờ nó đẹp sẵn rồi mình khỏi setup chứ. Phim mà không có gì là có sẵn hết. Cái mặt nó có sẵn cũng phải make up lên á. Sáng nay mới kịp ăn rồi là ngọt. Và mình dính cái bún bò Huế gì đó. Sướng rồi. Ai mà ăn bún bò Huế nhanh được. It's impossible to get the equipment up here. Ngày mai cái phòng này nó thuê ra nè, đâu có để đây được. Thì ngày mai xong việc thì mình mới cho xuống. Ngày mai xong mới cho xuống mà. Tối nay là phải rút hết rồi nè. Bởi vì mình mặc dù mình cho đồ ánh sáng lên rồi, nhưng mà em nghĩ là lần sau sẽ nhanh hơn, tại vì bảo vệ nó có cái form kiểm hàng đó. Mình hy vọng rồi chứ bây giờ là... dạ. Bữa nay là mình không sao mà quay kịp rồi đó. Cái này á chị Ngân, có cảnh là để em đi không? Đi đến đây á, em mở khăn ra, em thấy đến đây. Dạ. Em đi thì máy vô khăn, xong rồi bắt đầu quay lên trên đây á là thấy đít, thêm đi dưới đít đó thì nó phải liền với nhau. Nguyên cái người đen mà hai đít nó chấm bóc, nhìn nó mắc cười. Cái ba xịt á, cái ba xịt thì bây giờ cái yêu cầu là anh thấy nó là muốn cho nó đồng đều quá anh, chứ nó đừng có la lỗ mà. Just don't make it too dark where they're like, what happened to him? Yeah. The second they say what happened, the idea is to sell the. I get it. We have this joke. He's gonna look like a playgirl centerfold. Này nó nhà quê mà sao mà nguyên cái người đâu có tan được. Nhà quê là chỉ cái tay là tay là mới đen, mặt mới đen thôi chứ. Thì đúng đen hơn là cái người quê thôi chứ có mông có người đen chứ có mông có đen. Cái mông là phải để trắng nha. Cái mông thì đánh trắng bóc lên, trắng bóc lên vân. Trắng bóc một toàn bộ cái mông như trong một cái. Thì kêu nó qua làm luôn hả chị? Thì mình chế cái lên trước đó chị. Dạ đúng. Thế đích đó hả? Dạ. Bình có nóng gì đó. Họp lên. Sao nó thức dậy vậy? Next time, Jenny, when he comes up with stuff like this, you need to let me know, right? Because we got an affair. Thôi đừng giỡn em, không xé cái này đi luôn. Không phải, tại vì sẽ được. Chị lấy cái đồ chị đóng cái đồ ngực á. Lấy cái đồ mình nó bị trắng. Thôi kệ. Giống như nó hồng vậy em. Đem. Nhìn là biết rồi. Rồi tập đi. Tập. Nói mình tập trước sao mình có mắt. Mình tập trước mình không biết cái gì hết à. Rồi tập trước cái đi. Ok, tập nha mọi người. Rồi, này ngoài nha. Cười gì em? Cười, mắc cười cười. Chậm quá, nó nhanh hơn chút xíu nữa. Okay, cắt. Cắt lại. Nhanh chút xíu nữa. Cắt. 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 Cắt
Đấy, ăn sáng trễ nên đàn qua đây quay nhiều nên ăn trễ. Mấy giờ rồi mà mới ăn cơm? 2 giờ rưỡi. Chỉ có quan sát nhìn thấy theo mà rất là rất là bình tĩnh. Ta sẽ không đi thì mình quay đi. Mình qua đó chỉ cần cái ngày mà đi đi chôn thôi. Chôn. Cần ngày đó. Chứ giờ hỏi ra cái ngày đó là ngày nào mình biết chắc cái ngày đó. Cái ngày đi về quê chôn á. Thì Thái Hòa nói không, mình cứ quay tiếp tục đi anh. Tức là chắc chắn là trong lòng Thái Hòa rất là buồn. It's harsh. We keep going. It's harsh on him. But maybe we can keep. We can do the same when guys talking to Long Ru on the phone. Knock that out. That we can do. And then just send him home. Yeah, nói chuyện điện thoại không cần em đâu. Còn thì em biết còn mấy con tạm thôi, em nghĩ không sao đâu, cứ làm xong đi. Con cái ngày mà đưa ông già chôn dưới quê á, cái bữa đó. Thì cái đó là giờ, cái đó là chắc chắn rồi, thì cái đó là cái gì, nhưng mà anh thấy nếu mà em... Em nghĩ anh về. Thôi em nghĩ không sao đâu, cậy cứ quay lên, quay hết ngày hôm nay rồi, em kiếm công đó. Trước sau mình cũng trở lại đây mà còn ngày nữa mà. I'm setting him home. We'll do the phone scene with Nga, and we'll call it a day. Biết rồi, ok. Ăn toàn xong rồi anh chạy lên ha. Ok. Còn cái phóng điếu này có anh, có mình cứ mang tới. Cái mâm đó giờ mình làm thêm tẩu nha. Mình làm từ lễ là không có. Bây giờ mình làm thêm tẩu. Rồi mâm trái cây. Mâm cứ phân từ tẩu là cái đó là phải có. Ví dụ mà người ta miễn phóng điếu á, tức là ta không chấp điếu á, thì mình giờ đó mình mới làm lấy một cái mâm trái cây, mâm ngũ quả đó Hoàng nha. Năm thứ trái cây với lại nhang đẹp. Thế mà gạt bỏ cái chuyện cái nỗi buồn, nỗi mất mát riêng tư của mình ra và nói là cứ tiếp tục quay đi, thì cái điều đó làm cho anh rất là như là rất là xúc động và cảm kích. Thấy ít người diễn viên nào có thể có đủ cái có một cái tinh thần mạnh mẽ và sự chuyên nghiệp. Thì thật ra là khi mà anh Thái Hòa anh ấy nói là ba anh ấy mất thì đương nhiên là Tina bị xúc động rất là nhiều, tại vì không, Tina thì không có biết ba của Thái Hòa, nhưng mà trong một cái thời gian quá trình mà khi mà bạn diễn với nhau á, thì mình có thể mình hiểu được người ta một phần. Mà khi mà anh Thái Hòa anh ngồi anh ấy bây giờ thì cũng không biết nói gì hơn nữa, là mong rằng anh Thái Hòa sẽ chống qua cái nỗi buồn này. Thì tất nhiên là cái chuyện này anh Hòa anh cũng biết trước rồi. Thì mấy người thân trong gia đình mà bệnh nặng thì biết trước đi lúc nào, thì tất nhiên là nó cũng tâm lý đón nhận anh cũng nhẹ. Nhưng mà cái mình lo nhất là bởi vì phim này là một cái phim hài, cho nên những ngày sắp tới sẽ rất là lo, bởi vì cái tâm lý nhân vật nó không thể nào diễn hài khi mà trong người mình có một cái chuyện buồn như vậy. Đó là chuyện lo nhất thôi. Còn bây giờ thì đoàn phim phải sắp xếp như nào để mình tạo mọi điều kiện tốt nhất. Bây giờ bố của anh Thái Hòa cũng hết đau đớn và sẽ ông sẽ lên thiên thành hoặc là sống lại cho đại khá kiếp sau khi nào mà ở bên gia đình của Thái Hòa tin. Somehow we're not gonna know until we go to the funeral tomorrow. Yeah, so we can know what day. Okay.
I mean, if it's 2 days, then we definitely have to add 1 day. And then the other day, we can always make it our day off. So it's not like, because we just have like, I mean, we have to do some nights and go into days. So have to wait and find out tomorrow. We can't do anything but wait. Okay. Okay.